Xin chào và rất vui được lại các bạn trên kênh Hóng Cbiz. Các bạn thân mến, để không bỏ lỡ tất cả những tin tức mới và hot trong ngày, vậy thì đừng quên like, đăng ký kênh ủng hộ chúng mình nhé. Còn sau đây là nội dung chính có trong video ngày hôm nay. Sốc, Lý Dịch Phong và phòng làm việc vừa lên tiếng thanh minh phủ nhận phạm pháp thì ngay lập tức bị bài màu. Ngày 10 tháng 9, Sina đưa tin Lý Dịch Phong đưa ra phản hồi về việc vướng tin đồn đời tư dính dáng đến pháp luật đang gây chấn động dư luận Trung Quốc. Tài tử sinh năm 1987 và công ty quản lý đã lên tiếng phủ nhận toàn bộ thông tin anh có liên quan đến việc bị bắt vì mô dâm, môi giới mại dâm. Lý Dịch Phong khẳng định rằng các tin tức về anh đang lan truyền trên mạng xã hội là sai sự thật, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình tượng và danh dự của anh. Công ty chủ quản và nam diễn viên cho hay đã nhờ pháp luật để tiến hành điều tra làm rõ sự thật. Nội dung văn bản của phòng làm việc như sau. Đầu tiên, rất xin lỗi vì đã chấm dụng tài nguyên công cộng vào dịp Tết đoàn viên vui vẻ như thế này, để tránh những lời đồn đại tiếp tục phát sinh, phòng làm việc của Lý Dịch Phong chính thức tuyên bố. Thứ nhất, Ông Lý Dịch Phong vẫn luôn nghiêm chỉnh tuân thủ đạo đức nghề nghiệp, giữ vững đạo đức, tích cực gánh vác trách nhiệm xã hội. Trên mạng có những lời nói nghiêm trọng không đúng sự thật liên quan đến cuộc sống cá nhân của ông Lý Dịch Phong, cùng với những người dụng tâm ác ý bịa đặt và gieo rắc tin đồn. Thứ hai, đồng thời chính thức thông báo tới những người dùng liên quan trên mạng xã hội, lập tức xóa bỏ toàn bộ những ngôn luận không đúng liên quan đến ông Lý Dịch Phong. Mạng xã hội không phải nơi nằm ngoài vòng pháp luật không lan truyền tin đồn, không truyền bá những thông tin không có bằng chứng, không đúng sự thật. Kính mong nền tảng mạng tích cực thực hiện nghĩa vụ của nhà cung cấp, kịp thời che đậy, xóa bỏ những nội dung xâm hại quyền có liên quan. Thứ ba, phòng làm việc đã ủy thác cho luật sư toàn quyền xử lý, hiện đã hoàn thành việc thu thập và chứng thực bằng chứng, sau sẽ tiếp tục tiến hành tố tụng đối với những hành vi xâm hại quyền có liên quan, kiên quyết không khoan dung hành vi bịa đặt kiếm chuyện. Những lời đồn đại liên tục nảy sinh ở trên mạng đã gây tổn hại nghiêm trọng đến danh dự cá nhân của ông Lý Dịch Phong, phòng làm việc tuyên bố tại đây. Chúc mọi người có trung thu vui vẻ, đoàn viên hòa thuận. Ngay sau đó, Lý Dịch Phong cũng có trạng thái chia sẻ về vụ việc gây xôn xao dư luận. Anh cho biết mình bị tổn thương tinh thần vì vấn hồ nào đời từ sai sự thật, sự việc cũng gây ảnh hưởng đến công việc của anh. Hy vọng ba chữ Lý Dịch Phong trong mắt công chúng là một người có trách nhiệm chứ không phải là mỗi ngày đều chỉ đăng văn bản luật sư bác bỏ tin đồn. Nội dung toàn bộ bài đăng của Lý Dịch Phong như sau: Mặc dù phòng làm việc đã đăng tải văn bản đính chính tin đồn rồi, nhưng vẫn có vài lời mà tôi muốn tự mình nói. Tôi không thể nhớ rõ đây là lần thứ mấy hay mấy trăm tôi bị dính vào tin đồn rồi, cũng không phải chỉ một mình tôi bị dính vào những chuyện phức tạp với những cái gọi là không có lửa làm sao có khói. Trong cả ngành này, ngoài ngành, thậm chí đến cả những người bình thường cũng có thể dính vào tin đồn phức tạp, bi kịch xảy ra từ những tin đồn cũng nhiều vô số kể từ trước đến giờ tôi vẫn luôn tuân thủ quy tắc người của công chúng không có chuyện riêng tư không đến mức bắt đắc dĩ thì tôi sẽ không tự mình đứng ra thanh minh đính chính tin đồn tuy rằng tôi vẫn luôn nhờ đến pháp luật để bảo vệ quyền lợi của mình thế nhưng một vụ kiện lên tòa về xâm hại quyền danh dự thường mất thời gian rất dài mà khi kết quả bản án được công bố ra thì lời đồn kia đã tam nhân thành hổ ý chỉ lời đồn đại quá nhiều sẽ khiến người ta tin là có thực chúng tôi luôn sẵn sàng sống dưới sự giám sát của công chúng Tôi cũng đã quen với việc bị chụp hình, quen với việc yên lặng, chịu đựng một số tin đồn mà không gây ảnh hưởng quá lớn. Thậm chí còn có thể mang những tin đồn này nói đùa với bạn bè mình nữa. Thế nhưng, tin đồn ngày hôm nay không chỉ tạo thành tổn thương tinh thần cho tôi, mà còn ảnh hưởng thực tế đến tất cả các lĩnh vực nghiệp vụ mà tôi đang đẩy mạnh. Bởi vì trong quá trình tin đồn phát triển từ sao nam ba chữ, truyền thành lý dịch phong, chúng tôi không có cách nào để chủ động phản hồi lại. Hơn nữa, tôi nghĩ rằng một sự việc khó tin như vậy thì công chúng đều sẽ có đôi mắt sáng rõ ràng. Làm sao mà một người của công chúng có thể biến mất tâm mất tích suốt 15 ngày được cơ chứ? Trong thời đại pháp luật rõ ràng và minh bạch, ai có khả năng thoát khỏi hậu quả của việc vi phạm pháp luật? Thế nhưng thật sự không ngờ rằng lời nói dối càng lúc càng nghiêm trọng, tin đồn càng ngày càng bị lan truyền rộng rãi tôi hy vọng bà chữ lý dịch phong có thể sống trong các tác phẩm điện ảnh và truyền hình của chính mình sống với tư cách là người trẻ thời nay mang trên mình trách nhiệm đối với xã hội của những người trẻ thời đại ngày nay là một nhân vật của công chúng có trách nhiệm chứ không phải là người sống trong cuộc sống ngày ngày phải đăng văn bản bác bỏ tin đồn của luật sư mỗi ngày sống trong nhiệt độ hư ảo chiếm dụng tài nguyên của cộng đồng cảm ơn tất cả các bạn đã ghi nhận tin tưởng và ủng hộ tôi trong suốt thời gian qua mong mọi người đừng để chuyện này ảnh hưởng đến tâm trạng kỳ nghỉ của bạn một lần nữa, xin chúc mọi người có một trung thu thật vui vẻ. Động thái thanh minh của Lý Dịch Phong lập tức trở thành chủ đề được bàn tán sôi nổi trên mạng xã hội Weibo. Đây là lần đầu tiên nam diễn viên lên tiếng sau 4 ngày vướng cáo buộc vi phạm pháp luật. Tuy nhiên, Lý Dịch Phong và công ty quản lý đều không giải thích về việc nguyên nhân anh bị các tổ chức, cơ quan đầu ngành ở Trung Quốc xóa tên, cắt sóng. Chờ đây một tiếng đăng tải, bài thanh minh và chia sẻ cá nhân của Lý Dịch Phong lẫn phòng làm việc đều biến mất không rõ lý do. Những thông tin mới nhất về drama Lý Dịch Phong sẽ luôn được chúng mình liên tục cập nhật. Đừng quên theo dõi kênh Hóng Si Bít nhé! Chúng mình Hóng Si Bít, nếu như các bạn cảm thấy những tin tức vừa rồi là thú vị và hữu ích, vậy thì đừng quên like, đăng ký kênh và sau đó nhấn nút vào tượng quả chuông để được nhận thông báo mỗi khi chúng mình ra đâu mới nhất. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!